Xin chào các anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình đi giới thiệu cho các anh chị các bạn một cái công cụ mà mình đã rất tâm huyết xây dựng trong thời gian vừa qua. Thì như các anh chị các bạn cũng biết là mình đã giới thiệu cho các anh chị các chỉ báo như thế là CCI histogram, MACD histogram, RSI histogram và tốc. Thì những cái công cụ này các anh chị cũng thấy là mình đã xây dựng trên một cái phương diện là nó rất là trực quan dễ hiểu rồi. Thì hiện tại mình đã kết hợp lại những cái chỉ báo này và xây dựng lên một cái hệ thống tín hiệu nó dễ dàng hơn, để cho các anh chị các bạn có thể là lọc được những cái tín hiệu nó tốt hơn. Thì các anh chị các bạn cũng biết là những cái công cụ này thì được khá nhiều người sử dụng ở trên cái thị trường này và người ta sử dụng cũng khá là hiệu quả. Có rất nhiều các anh chị các bạn cũng đang có cái ý định là kết hợp những cái công cụ này lại, nên là mình dựa trên cái ý tưởng đó và mình đã hình thành ra một cái hệ thống cung cấp tín hiệu cho các anh chị các bạn nó dễ dàng hơn. Thì mình cũng nói trước, cái hệ thống này mình sẽ thương mại hóa một chút. Những anh chị nào mà có nhu cầu thì có thể là liên hệ riêng cho mình thì sẽ được hỗ trợ nhá. Và nó cũng sẽ kèm theo một số cái điều kiện khi các anh chị các bạn muốn sử dụng cái hệ thống này của mình. Thì mình cũng nói trước là cái hệ thống này do mình hình thành lên, nên là các anh chị các bạn có kiếm trên mạng thì nó cũng không có được cái hệ thống như thế này đâu. Cũng mong là trong thời gian tới cái hệ thống này sẽ giúp được nhiều các anh chị các bạn giao dịch một cách nó dễ dàng hơn, nhất là những cái anh chị các bạn mới tham gia vào giao dịch. Hệ thống này của mình thì nó cũng đơn giản thôi, nó chỉ cho tín hiệu buy và sell thôi. Và mình sẽ dựa trên cái xác suất là 3/4 cái công cụ mà nó cho cùng một tín hiệu buy hoặc sell thì mình sẽ theo một cái chiều hướng đó. Và cái công cụ này được sử dụng trên mọi loại thị trường nhá. Có thể sử dụng trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin, cũng có thể là sử dụng trên cái thị trường CFD, hàng hóa chứng khoán, và cũng có thể là sử dụng ở thị trường Forex, vàng và dầu nhá. Nó cũng khá là đa dạng. Thì mọi người cũng thấy đó, ở trên cái hệ thống mà mình xây dựng thì nó có cả những cái khung thời gian, nó cũng phù hợp cho những cái anh chị các bạn mà giao dịch capping, giao dịch ngắn hạn, và cũng có những cái khung thời gian lớn như khung ngày thì cũng phù hợp cho những cái anh chị các bạn giao dịch trong dài hạn một chút. Các anh chị các bạn thấy là ở trên cái công cụ của mình thì có những cái tín hiệu buy sell thì như mình đã nói thì nó chỉ cần là thỏa mãn 3/4 cái công cụ này là mọi người có thể là theo được cái tín hiệu đó nha. Thì như mọi người thấy này, ở những cái thị trường như giao dịch hàng hóa, dầu này vẫn sử dụng tốt nha. Cũng có thể là áp dụng cho vàng, thì mọi người cũng thấy là khi mà sử dụng áp dụng cho vàng thì cũng khá là tương đối là tốt cho những cái anh chị các bạn đang tham gia cắt binh vàng hoặc đánh giao dịch những khung thời gian nhỏ, cũng như những cái anh chị các bạn có thể là giao dịch dài hạn được. Rồi một số cặp bên Forex thì mọi người cũng để ý thấy là nó có thể là sử dụng cho EU này, đó đúng không? Vẫn giao dịch tốt, có những cái tín hiệu tốt. GU, đó mọi người cũng sẽ thấy đó. UZ. Nói chung là về tiền tệ thì đa số các cặp tỷ giá đều có thể là các anh chị các bạn giao dịch được nha. Thì như các anh chị các bạn nhìn vào đây, các anh chị cũng thấy này, đó một cái công cụ nó hỗ trợ tương đối là tốt những cái khung thời gian. Ví dụ như ở đây AU đang ở khung thời gian lớn, đang một xu hướng buy tăng mạnh đúng không? Nó cho tín hiệu buy hết này. Ở đây tương tự này, ở khung H4 nó cũng cho tín hiệu buy hết. Thì những cái trường hợp này các anh chị các bạn có tín hiệu từ những cái khung thời gian đầu là mọi người đều có thể là giao dịch nó tốt trong dài hạn được. Đó, tương tự với NU mọi người thấy đúng không? Đó, nó sẽ cho những cái tín hiệu cho các anh chị đánh dài hạn hơn. Đó thì mọi người sẽ thấy được là mọi người cần giao dịch nó như thế nào. Nó tương đối là trực quan. Cũng mong là cái hệ thống này sẽ giúp được nhiều các anh chị các bạn giao dịch nó sẽ tốt hơn. Và mình cũng xin nhắc lại một chút nữa là cái hệ thống này mình cũng sẽ thương mại hóa, và thông tin chi tiết thì mình sẽ để đường link bên dưới video này. Thì những anh chị nào các bạn quan tâm thì có thể là liên hệ mình nhé, để nhận được cái chỉ báo này. Rồi thì cũng rất mong là thời gian tới sẽ giúp cho các anh chị các bạn có được nhiều cái công cụ giao dịch nó tốt ở trên cái thị trường này. Thì để biết thêm những cái thông tin chi tiết thì mọi người có thể là đăng ký kênh, theo dõi kênh của mình và cập nhật những tin tức mới nhất nha. Thời gian tới mình cũng còn có khá nhiều cái công cụ hay nữa, thì mọi người quan tâm thì hãy đăng ký kênh và theo dõi những cái video tiếp theo của mình, những cái công cụ tiếp theo của mình. Trong đó thì cũng có những cái công cụ mình sẽ chia sẻ free cho các anh chị các bạn, và những cái công cụ có mất phí. Thì cũng mong là thời gian tới sẽ giúp được các anh chị các bạn phần nào, và các anh chị các bạn sẽ giao dịch tốt hơn. Chào các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị các bạn xây dựng cho mình được một hệ thống giao dịch tốt và có nhiều lợi nhuận.